Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm 21 ngày 22 tháng 6 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Như thường lệ, mở đầu bản tin sẽ là thông tin thời tiết các vùng miền trong tỉnh. Khu vực miền Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 29 đến 34 độ. Còn tại khu vực miền Tây, bao gồm các địa phương Quảng Yên, Uông Bí và Đông Triều, cũng dự báo ngày nắng nóng, đêm không mưa, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 30 đến 35 độ. Và đây cũng là hình thế thời tiết của một trong những trung tâm du lịch thương mại lớn của tỉnh là thành phố Hạ Long. Đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 30 đến 36 độ. Ở vùng biển ngoài khơi, bao gồm cả huyện đảo Cô Tô, thời tiết khá thuận lợi cho các hoạt động trên ngư trường. Đêm không mưa, ngày trời nắng, gió tây nam cấp 3, cấp 4, sóng cấp 2, cấp 3, tầm nhìn xa 10 km, nhiệt độ cao nhất cũng chỉ 33 độ. Vừa rồi là tình hình thời tiết các khu vực trong tỉnh, còn bây giờ chuyển sang thông tin thời tiết các vùng miền trên cả nước. Trong đêm nay và ngày mai, tại Bắc Bộ vẫn tiếp tục có nắng nóng. Tuy nhiên do vùng áp thấp nóng suy giảm về cường độ, nên nắng nóng cũng suy giảm hơn những ngày trước, với nhiệt độ dao động trong khoảng từ 35 cho đến 38 độ. Sau đó từ khoảng chiều tối và đêm mai, mưa rông có thể xuất hiện ở một số tỉnh vùng núi Việt Bắc như là Hà Giang, Cao Bằng, Tuyên Quang và Bắc Cạn. Trong mưa rông cần đề phòng có gió giật mạnh với các tỉnh miền Trung. Trong đêm nay và ngày mai, tiếp tục có nắng nóng diện rộng, suốt dọc các tỉnh từ Thanh Hóa cho tới Phú Yên, với nhiệt độ dao động trong khoảng từ 37 đến 40 độ. Riêng một số vùng núi phía Tây thuộc Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh có thể đạt trên 40 độ. Độ ẩm ban trưa giảm thấp chỉ từ 40 cho đến 50%, nên sẽ càng tăng thêm cảm giác khô nóng riêng các tỉnh Nam Trung Bộ, nắng bớt gai gắt hơn với nhiệt độ giao động từ 33 đến 36 độ. Sự báo nắng nóng tại các tỉnh Trung Bộ còn kéo dài vài ngày tới, vì vậy người dân khu vực này nên hạn chế lưu thông vào thời điểm ban trưa để bảo vệ sức khỏe, đồng thời cũng cần đề phòng khả năng chập nổ điện và khả năng cháy rừng có thể xảy ra lùi xuống các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ. Trong chiều tối đêm nay và chiều tối đêm mai, tại khu vực này mưa rông cũng sẽ tăng hơn về lượng, đặc biệt là tại một số tỉnh như Đắk Nông, Lâm Đồng và các tỉnh Nam Bộ có thể xuất hiện mưa vừa và rông. Trong cơn rông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như tố lốc và gió giật mạnh. Còn vào ban ngày, trời có nắng vừa phải, nhiệt độ cao nhất ở ngưỡng từ 30 cho đến 33 độ tại Tây Nguyên và từ 31 đến 34 độ tại các tỉnh Nam Bộ. Chuyển sang thời tiết biển, trên toàn khu vực Biển Đông, bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, thịnh hành gió Tây Nam cấp 5. Trên khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Cũng lưu ý là ở phía đông của khu vực giữa Biển Đông và khu vực Nam Biển Đông có mưa rông rải rác, làm tầm nhìn giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa, cần đề phòng gió giật mạnh trong mưa rông.